con sóng sóc trôi về đâu. Bèo sạt mây trôi biết đâu bến bờ, chuyện tình yêu tựa như giấc mơ tan vỡ khi một người vội sang sông mang nhớ thương trong lòng. Rồi từng đêm nước mắt rơi âm thầm, nhìn vầng trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ, đời đục trong ai biết đâu mà ngờ. Thương trăng canh thâu, giọt nước mắt đẫm mưa ngầu, đời lục bình trôi theo con nước xuôi. Người đã cất bước sang sông, còn đâu mà ngóng mà trông. Chuyện ngày xưa chôn chặt vào lòng, nhìn con nước ngược xuôi nhanh sóng xưa giờ xe đôi. Nhìn con nước ngược xuôi xót xa thân lục bình cuốn trôi. Hộp hộp cho tôi. Ơi hộp 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 kìa hộp. Ủa? Kìa hộp cái gì vậy chú bảy? Không liên quan tới nó, nó xiên hộp quá. Đúng rồi, con ngoan đó giờ mà. Nè chú nói cho tụi bay nghe, tụi con xin vô nhà này chủ yếu là mừng cho chủ đúng không? Dạ dạ đúng dạ. Rồi cái chuyện tình cảm á là chú không có cấm đoán. Dạ nhưng mà nó tỏ tình không nói mà nó nói xấu nhà chủ mới ghê. Trời ơi, nó nói xấu bà chủ rồi nó nói xấu con út nữa mà bây giờ bị bắt gặp á. Thấy ghê không? Bởi vậy đứa nào vậy vậy là không có được. Cái đứa này phải đem ra xử phạt mới được. Chưa đâu, cái lá thơ là bị ướt vô tình phơi chỗ kia rồi cô Út mới thấy được. Cô Út mới hỏi chú. Trời, thằng muốn chết luôn. Mà cũng hả? May á, trong thơ nó viết tắt thôi, L với N thôi, chú mới cứu được trong thơ là tiêu rồi. Ủa L với N mày đoán ra ai không? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Là ai? Thằng Lẹ. Nó viết L thấy N cực khổ quá. Ở trong nhà này bà chủ ác quá, cô Út ác quá. Thôi tôi với anh N kiếm một ngày nào đẹp trời rồi mình bỏ đi, rồi kiếm miếng đất nào đó hai đứa mình trồng bông sinh sống. Cái tên của tôi với tên N mà ghép lại là trồng bông giàu luôn. Thấy ghê không? Là nở với Lẹ ghép lại là giàu luôn, trồng bông giàu. Khoan luôn. Khoan chú Bảy, chú Bảy phải ngăn cản mới được. Sao? Đừng có cho hai đứa này nó sáp lại với nhau. Lý do? Hai đứa này nó sáp lại á, rồi trồng bông sao bán? Sao không bán? Chưa gì hết, nó nở lẹ, nó nở bung hết trơn rồi. Rồi ai mua? Nó nói đúng á. Đó. Không được đâu nghe con. Nghe chưa mày? Cũng may là mày viết tắt chú mới cứu được á. Chú nói lá thơ đó là lá thơ của thằng lành. Con chú gửi cho con nụ, chứ không thôi là mày tiêu rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Đừng vậy nữa nha con. Ở dạ, đây được rồi. Con biết rồi. À, đúng rồi, ở đây đi. Ở đợ xuống muốn chết mà còn đi đâu? Thì tôi nói vậy thôi. Bỏ qua chuyện đó hết đi. Mà mọi người á, có thấy con gà vàng gà bạc của cậu Tương mới rước về không? Nợ hỏi vậy là nợ còn non quá nợ ơi. Nợ nghĩ người trong bếp này là ai? Tôi nè. Chính tôi là người cậu biểu lên gọi mợ Tư, đặng cậu chỉ cho cách chăm sóc con gà. Làm sao tôi không biết được. Ồ. Chú Bảy. Con nói thiệt chứ, cái nhà này á, cái gì mà ác từ trên mà ác xuống tới dưới luôn đó. Ác thiệt. Nè chú Bảy, con nói phải không? Gì? Mợ Tư á, hầu hạ mấy bác con bà hội đồng đã khổ rồi, tự nhiên bây giờ á phải hầu hạ thêm cái con gà nữa. Ừ. Thấy khổ không? Thôi, lo mừng đi, nhiều chuyện quá. Ủa, cái này là chú Bảy kêu vô họp mà. Chú Bảy kể chuyện bức thư đó. Đúng rồi. Đúng rồi đó, chú Bảy nói. Nói vậy chú bày đầu ha.
Dạ, còn ai rồi. Nữa thôi coi coi như xí xóa đi. Mần đi. Dạ. Nè nè, trời đất ơi, cái gì vậy? Nè, cô làm cái gì mà con gà của tôi nó nhảy lung tung vậy? Tôi đâu có biết đâu. Thì tôi đang rửa mình cho nó, xong rồi nó nhảy lên. Trời ơi, cô có biết á, con gà này tôi quý dữ lắm không? Mua mấy chục đồng vàng ở bên Sim về đó, không có biết chăm sóc cho nó gì hết trơn á. Người ta tắm á thì người ta tắm đổ nước vô rồi vuốt xuống thì cái lông nó mới mềm mượt. Đằng này cô vuốt ngược lên, nó la lên, nó nhảy lên là phải rồi. Chưa hết đâu nghe, mai mốt cho nó ăn cũng vậy nữa. Cô phải lựa cái loại nào, thóc lúa nào mà tốt nhất mà ngon nhất cho nó ăn nghe chưa. Chăm sóc như vậy cũng đồ chăm sóc nữa. Có sao không con? Hả? Thương nha. Ừ. Nè cầm nó đi, hai tay để nó đau, nó nhảy lên nửa giờ á. Anh Tư, tôi thấy con gà của anh đẹp quá, chắc là mua mắt lắm phải không? Đẹp chứ. Con gà này hả, đối với người nghèo á là cả một gia tài à nghe. Tôi thấy chị Tư đang chăm sóc cho con gà. Ừ. Mấy chuyện này sao không biểu người ở họ mừng mà kêu chị Tư mừng vậy? Có gì đâu, con gà quý của tôi mà, tôi muốn ai chăm sóc á là chuyện của tôi. Cổ á, có khác gì người ở trong căn nhà này đâu, để cô chăm sóc á là tốt nhất á. Tôi thấy ở trên đời này cũng nhiều người lạ thiệt, vợ của mình mà lại đem so sánh ngang bằng với người ở trong nhà. Rồi lỡ người ngoài họ nghe thấy được, họ sẽ cười chê cha má sao ta? Nè, Dưỡng mới về đây chưa biết ức giáp gì trong căn nhà này. Ai dám chê ba gia đình của tôi sẽ cho nó ở tù một công luôn đó. Còn Dưỡng nữa, Dưỡng rảnh quá, nếu mà rảnh á thì đưa em gái tôi đi chơi đi, đừng có xía vào chuyện của người khác nữa. Thiệt là tức chết đi được đó. Lại có chuyện gì vậy? Thì cậu Tư á, em trai của mình đó. Hả? Nó làm sao? Cậu ta dùng tới 20 đồng vàng để mua một con gà đá đó. Đúng là tiêu tiền không biết tiếc mà. Thì kệ nó đi, tính nó trước giờ như vậy mà. Mình có biết nó mừng như vậy là đang đốt dần cái gia sản này không? Hả? Không những vậy mà nó còn chê trách mình nữa chứ. Ừ? Nó nói tôi sao? Thì nó nói mình là cậu hai mà hiền lành, nhu nhược quá, không có gánh vác nổi cái gia sản của gia đình sau này. Tôi nói mình có nghe không? Thì tôi đang nghe mà. Sao mình không có phản ứng gì hết vậy? Nó nghĩ sao thì kệ nó, miễn sao tôi thấy cuộc sống mình thoải mái, bình yên, vậy là đủ rồi. Trời ơi trời, tôi nói chuyện với mình tôi tức chết đi được á. Chuyện tới nông nổi này mà mình còn tỉnh rượu vậy được đó hả? Tranh giành cho lắm á, rồi sau này chết đi có mang theo được cái gì đâu. Rốt cuộc rồi ai cũng như ai thôi. Hai người là hai anh em mà sao tính tình trái ngược nhau quá vậy? Tôi không biết tôi lấy mình, tôi nên khóc hay nên cười nữa. Bực mình nè. Khuya rồi má buồn ngủ quá à. Bay bầu bì cũng nên về ngủ cho sớm đi. Thôi mà má, con mà về cái phòng đó thấy cái bản mặt của ông Tú là con thấy ngán rồi. Người gì đâu mà khô khan lạnh lùng, chán lắm. Nè, bay cũng phải ráng chịu đựng thời gian chứ. Rồi muốn bỏ nhau bỏ, đợi sanh xong để hợp thức quá cái thai rồi á, thì lúc đó bỏ nhau cũng đâu có muộn. Phải đợi tới lúc mà sinh con xong mới được hả má? Con chán lắm á. Ôi, thôi má mệt quá, má đi ngủ đi. Con đi kêu ông Thảo nó qua nó đấm bóp cho má một chút coi. Má, bắt nó đấm cho má tới sáng luôn nha. Ừ, má biết rồi. Dạ má. Nè, bộ đương ngủ hả? Sao từ đó qua đây mà đi lâu dữ vậy hả? Dạ, con đương làm việc dưới bếp, con nghe má gọi, con phải rửa tay sạch sẽ con mới dám vô. Thôi qua đây đấm bóp cho tôi chút xíu tôi ngủ coi. Dạ.
Mấy bữa nay á, sao tôi nhức mỏi quá trời à. Bữa nay nóng nực quá, ngủ không được. Qua cho tôi đi, khỏi đấm bóp nữa. Dạ. Chưa ngủ sao mày dám ngủ hả? Mày muốn tao mất ngủ để ngày mai khỏi sai khỏi biểu mày làm công chuyện phải không? Dạ không phải. Con xin lỗi má, tại vì con mệt quá cho nên con ngủ quên. Con xin lỗi má. Thôi không có quạt gì nữa hết á. Mày đi ra ngoài đi. Tao thấy cái mặt của mày là cả đêm tao không ngủ được rồi. Dạ. Đi đi. Có chuyện gì đi ra mà? Đem cái cục vàng của tôi á, đưa nó vô nhà đi. Kiểu này á, cục vàng của tôi á sẽ chết đó. Để lên đi. Rồi từng đêm nước mắt rơi âm thầm, nhìn vầng trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi song song tiến đưa, con nước chia đôi bờ, đời đục trong ai biết đâu mà ngờ. Thương trắng canh thâu, giọt nước mắt đẫm mưa ngầu. Thảo à, tại sao lại phải chịu cực khổ như vậy hả em? Tôi đương là chị dâu của cô Út. Xin nhờ Út hãy cẩn trọng lời nói, gửi người khác nghe được không hay. À, tôi xin phép. Giọt nước mắt đẫm mưa ngầu. Đời lúc mình trôi theo con nước xuôi. Người đã cất bước sang sông. Còn đâu mà nóng mà trong. Chuyện ngày xưa chôn chặt vào lòng. Một con nước ngược xuôi, nhanh sông xưa dần xe đôi. Nhìn con nước ngược xuôi, xót xa thân đổ bình cuốn trôi. Hôm nay cậu Tư không đi đá gà hả? Tôi tính chiều ra bờ sông đá gà cho nó mát. Nếu cô đi đá gà thì theo tôi nghĩ
nên đi nơi khác cho tốt hơn. Mắc cười quá vậy. Tôi muốn đá đâu tôi đá, mắc mớ gì. Không phải, ý của tôi á là tôi sợ cậu thấy những cái chuyện không hay rồi cậu lại buồn lòng. Nè, anh có chuyện gì á thì nói đại ra đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Cậu Tư. Có chuyện gì cứ nói đi. Tôi nghĩ là Dương Út với lại Mơ Tư có quen biết với nhau từ trước. Ai nói cho anh biết? Hôm bữa tôi đi bằng chuyện, tôi thấy họ tâm sự với nhau ở ngoài bờ sông. Nhìn cái cách của họ rất là thân thiết với nhau. Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc nghĩ họ là tình nhân của nhau. Tụi bay đâu hết rồi? Dạ sắp nhỏ nó kẹt hết rồi. Có gì cậu sai tôi không? Ông đi vô kêu Mợ Tư đem trà ra cho tôi. Dạ để tôi pha cho cậu á. Không cần, tôi nói Mợ Tư thì Mợ Tư đi. Dạ. Nhiều chuyện. Bây giờ tôi có chuyện tôi phải đi trước à. Nhưng mà nhớ là đừng có nói cho ai biết tôi kể cậu nghe chuyện này. Tôi rất là thương cậu nên tôi mới nói cho cậu biết. Tôi đi nha. Cô á, trà này nấu hồi nào mà sao nguội ngắt vậy? Tại vì mình uống trà hơi ấm ấm nên tôi... Nên cái gì? Tôi đã nói với cô rồi, bỏ cái kiểu ăn nói đó đi. Ăn nói với chồng cái kiểu đó đó hả? Tôi cho cô biết nghe chưa, đời này kiếp này cô vẫn là vợ của tôi. Cô phải một lòng một dạ hầu hạ tôi. Cô nhớ đó, cô mà còn lăng nhăng, cô chết với tôi. Mợ, trời ơi, để con làm cho. Thôi được rồi, để tôi làm cho. Mợ nghỉ tay đi mợ, để con làm cho. Không có sao mà. Tôi lại nằm đây. Cô nằm xuống đi. Nhớ là tôi đang mừng công chuyện mà. Cô cứ nằm xuống đi. Hồi nãy thầy thuốc tới bắt mạch, nói là cô đã có thai. Bây giờ cô cứ việc nằm nghỉ đi. Từ đây sắp tới mọi chuyện trong nhà cứ để cho tụi người ở nó mừng. Tôi có thai rồi sao? Phải. Nghỉ ngơi đi nha. Má chỉ mong là con không phải chịu khổ giống như má. Má uống nước đi má. Má. À, con Thảo không sao rồi? Dạ, con mới tỉnh lại. Con kêu cổ nghỉ ngơi cho khỏe. Coi kìa, cậu Tư á, nào giờ ham chơi, không biết quan tâm gì đến ai hết. Tự nhiên sắp làm cha chu đáo khác hẳn luôn á. Điều mình lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Nếu cô ta sinh được con trai thì gia sản này mình khó mà quản nổi. Cha à, chưa chắc gì đó hả. Đây là cháu nội nhà mình đâu đó nha. Không chừng á là cháu nội nhà ải nhà ai kia kìa. Mày nói cái gì vậy? Chứ không phải hả anh Tư à? Anh Tư không tin á. Anh Tư đi hỏi khắp cái xứ này đi. Nếu như mà người ta biết á hả, anh Tư cưới cái loại điếm đàn thất đức về đây làm vợ á,
coi có ai tin đó là con ruột của anh Tư hay không. Em thôi đi, dù sao nó cũng là cháu mình, nó còn chưa ra đời nữa, em nói vậy là tội nghiệp cho nó lắm. Má, con nói đúng không má? Thằng Tài với nó ít có mặn nồng. Tao nghi đứa nhỏ trong bụng á không phải là con của anh Tài. Nè, coi chừng ai ăn ốc á rồi bắt con đổ vỏ đó nghe không. Em mới làm lo cho anh Tư lắm đó nha. Đây, bước ra đây. Bước ra đây. Cái gì vậy Minh? Đứa con trong bụng của cô là con của ai? Minh, mình nói cái gì kỳ vậy? Từ lúc tôi được gả cho mình tới giờ, tôi có đi lại với ai đâu. Sao mình lại nghi ngờ tôi chứ? Không nghi ngờ sao được. Tôi thường hay đi ra ngoài, cô ở nhà lan chạ với thằng nào làm sao tôi biết được chứ. Trước khi lấy tôi, cô đã không còn là con gái, thì bây giờ không có gì là lạ hết. Mình thôi đi. Mình không thương tôi, không thương con, mình không muốn thừa nhận thì thôi. Cớ gì mình lại hạ nhục má con tôi như vậy? Hạ nhục cái gì? À hay quá ha. Binh hả? Binh cái đứa nhỏ này cho tình yêu của cô và thằng người yêu của cô chứ gì. Được, sạch nó ra đi. Tôi quăng nó xuống sông cho cô coi. Mình, à, ngồi xuống đi cha. Công chuyện dưới đó hổm rày ông lo làm sao rồi? Có một chút rắc rối, nhưng nhờ có con Tú cho nên mọi chuyện cũng đã yên rồi. Ủa, mấy đứa đông đủ ở đây hết rồi, còn vợ chồng Tài đâu? Hả, vợ chồng Tài đâu? Cha. Hả? Cha mới về nên cha chưa biết. Thằng Tài sắp làm cha, còn cha sắp làm ông nội đó. Hả? Thật sao? Dạ. Cái chuyện đại hỷ như vậy mà bà không đánh dây thép cho tôi. À con, rồi má con Thảo sức khỏe sao rồi? Tôi coi bộ lần này ông vui mừng dữ hen. Bà biết rồi đó. Tôi thì mong ước đứa cháu nội Đức Tôn này lâu lắm rồi mà. Nếu mà có cháu nội Đức Tôn rồi á, tôi sẽ không lo cái chuyện có đứa nói giỏi thừa kế cái sản nghiệp này rồi. Thiệt là vui quá à. Tạ ơn tổ tiên, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ. Mấy đứa à, bà coi mở tiệc ăn mừng nha. Gà vịt làm thoải mái nghe không? Ừ. Dạ, dạ, con xin phép. Mình đi mừng hả? Ừ. Mình làm cái gì vậy? Mình làm cái gì mà cứ né tránh tôi hoài vậy? Do từ đó giờ tôi một mình quen rồi, chưa quen khi có người khác xen vào thôi. Nhưng mà tôi là vợ của mình, tôi đâu phải là người xa lạ gì đâu. Chắc có lẽ tôi chưa quen thôi. Cưới được tôi là anh có phước lắm rồi. Còn mày đặt giả giọng cao ngạo nữa chứ. Đói bụng quá vậy ta? Đừng có quậy nữa. Má biết là con đói bụng chứ gì. Má đi kiếm đồ ăn nha. Nè, lấy vợ rồi, cảm giác đang sao? Rắc rối mệt mỏi thêm. Gì kỳ vậy? Bộ hai người không hợp nhau hả? Ừ, có thể. Vậy thì lấy nhau để mừng chi trời? Nghe ông nói vậy cái tôi không thích lấy vợ luôn. Đó, bây giờ mình vừa lòng chưa? Vợ của chú Tư đó, bữa nay có bầu rồi đó. Mình đang nói gì khó nghe vậy? Nó có con á thì mình mừng cho tụi nó. Có gì đâu mà mình hằng học. Phải rồi, mừng lắm, vui lắm. Giờ cha cho biết, nó mà sanh con trai, cha sẽ giao hết cái sản nghiệp này cho vợ chồng nó đó. Thì đã sao? Nếu mà chúng ta không có con á
thì cha giao lại sản nghiệp cho con tụi nó là chuyện bình thường mà. Cái đầu của ông đó, bộ chứa tàu hủ ở trỏng hả? Sao không biết lo nghĩ cho tương lai của mình vậy? Nhà mình giàu nhất cái miệng này, ăn cả đời không hết. Mình lo chứ ba chuyện đó. Bởi tôi cưới phải mình cho nên tôi mới lo đó. Chồng người ta lo mừng ăn buôn bán, còn mình á, tối ngày cứ lo chơi chơi. Mình nghĩ lại đi, từ cái ngày mình lấy tôi về tới giờ, mình có mừng được cái gì chưa? Toàn á là sống bám vào gia đình không à. Tính của tôi á không có hợp với mấy chuyện bằng ăn lớn, mình cũng biết mà. Giờ mình muốn tôi phải làm sao? Nếu mà mình không biết nắm bắt thời cơ thì có ngày ra được ăn xin đó. Còn Thảo, nó mà sanh được con trai thì cha sẽ giao hết cái gia sản này cho vợ chồng nó đó, có biết không? Chẳng lẽ không để cho thím ấy sinh con? Cái đầu của mình cũng không tới nỗi tệ. Mình đừng có làm chuyện bậy nha, tội chết đó. Trời hại nó chứ tôi đâu có hại. Cha đó, cha thiệt là quá đáng mà. Tự nhiên cái giao gia sản cho một người phá của như ảnh. Có chuyện gì vậy? Anh không biết chuyện gì hết hả? Là cha đó, cha tính giao cả cái gia sản này cho anh Tư nếu như con Thảo nó sinh con trai. Dù gì chị Thảo cũng là chị dâu, mình gọi con này con nọ nghe thiếu tôn trọng quá. Cái gì? Từ trước tới bây giờ chưa bao giờ mà em coi con nhỏ đó là người nhà này hết á. Dù mình không thừa nhận nhưng đó vẫn là sự thật. Chị ấy vẫn là mợ Tư và mình là em chồng, điều đó không thể nào thay đổi được. Còn chuyện cha giao gia sản cho anh Tư cũng không có gì là lạ hết. Giao cho anh ta mà anh nói là bình thường hả? Nghĩ như con trai của anh Tư sau này là người nói giỏi tông đường thì việc cha giao gia sản cho anh Tư đó là điều bình thường thôi. Tại anh không biết đó thôi. Nhưng mà đứa con mà cô ta đang mang trong người chưa chắc gì là con ruột của anh Tư tôi à. Trước khi về làm vợ của anh Tư tôi, cô ta đã lang chạ với người đàn ông khác ở bên ngoài rồi. Ai mà biết được đứa bé đó có phải là con Quang hay là không chứ. Mình đừng có nói bậy, tội nghiệp chị ấy. Anh đó nha, sao mà lần nào tôi nói tới cô ta anh cũng binh vực chầm chầm vậy? Anh có ý gì với cô ta không? Tôi không muốn vợ chồng anh Tư nghe những lời đó của mình rồi buồn thôi. Buồn cái gì? Chính anh Tư của tôi còn không tin đứa con đó là con của anh ta nữa kìa mà. Chị hai, hai đứa đang nói chuyện gì mà căng thẳng quá vậy? Không có gì đâu chị. Thôi hai chị em ngồi trò chuyện nha, em xin phép ra ngoài. Bộ hai người đang cãi nhau hả? Cãi nhau vì chuyện của người khác mới tức chứ. Chuyện của ai? Chị hai, là cái chuyện mà cha giao hết gia sản cho anh Tư đó. Bộ chị không lo hả? Thì tôi cũng đang định qua đây bàn với cô nè. Cô có muốn con của mình là người thừa kế gia sản này không? Chị nói gì vậy? Tôi là phận con gái, làm gì mà được có cái quyền thừa kế đó. Thì nếu như cái nhà này mà không có cháu thì con của cô là người nối nghiệp hết cái gia sản này còn gì. Nhưng mà bây giờ á, cô ta cũng đang mang thai rồi còn gì. Nếu mà không muốn chuyện đó xảy ra thì mình phải ra tay chứ. Ý của chị là không để đứa bé đó ra đời. Má. Gì vậy? Má, cái gia tài này hả? Má mừng sao thì mừng nha, đừng có để lọt vô tay cái con bần cố nông đó đi á. Tôi biết rồi, để từ từ tôi tính. Con không biết má tính sao á, cái gia tài này á nha, mà để cho cái con đó nó lấy hết á, là má con mình á chỉ có nước đi ăn mài luôn đó nha. Tao chưa chết thì nó làm gì có cơ hội để mà chia gia tài chứ. Nhờ má hết luôn á. Nè chị Tư à, đem nước lên cho má tôi rửa tay kìa. Cô mời má. Hừm.
Nhìn cái bản mặt lăm lăm lì lì thì khó ưa hết sức hả? Trời ơi, cái con quý này mà dám đổ nước lên quần của tao vậy hả? Má, con xin lỗi, con không có ý. Má, đây nè, đây nè. Con xin lỗi má ơi. Đánh nó đâu, má. Thôi đó, con không có ý đâu. Hương Thanh, má ơi, má. Hương Thanh, má. Tao mặc cho mày chết nè. Má, đánh cho mày chết nè. Má, quý này nè. Thôi mà, dừng tay đi. Lỡ nó có chuyện gì á, bắt công gia đình mình bị mang tiếng đó. Cô nữa, đi vô trong đi. Quý sứ hả? Anh Tư à, bữa nay anh sao vậy? Anh thay đổi rồi hả? Thay đổi cái gì? Mày nói rõ coi. Bình thường á, anh cứ ưa cái con nhỏ mừng của nông đó đâu. Sao bữa nay anh bị gì vậy? Anh bên nó chầm chập vậy? Anh không thấy nó đổ nước lên người má hả? Thì chẳng qua là lỡ như đánh nó quá, nó có chuyện gì gia đình mình bị mang tiếng sao? Mày không hiểu hả? Chứ bộ bây giờ mang tiếng là chữ quan thì không mang tiếng hả? Không có xấu hổ cho gia đình này hay sao vậy? Ê, mày hổn gì vừa thôi nha. Dù sao nó cũng là chị dâu của mày đó. Má, má coi kìa, anh Minh con nhỏ nó chầm chập, anh chửi con kìa má. Bây giờ anh bị con nhỏ nó bùa mê thuốc luôn u muội rồi. Em bớt cái tính tình đó lại đi. Em dữ quá rồi chồng em bỏ em bây giờ đó. Nè, chị làm như chị hay lắm á, chị nói tôi. Chị không lo thân chị đi. Hiền quá để người ta hiếp thì làm cái gì. Chị có chừng á, chị hiền quá, chồng chị có vợ bé bên ngoài á. Em dám ăn nói với chị như vậy đó hả? Thì tôi nói đó, chị làm gì tôi. Em là em của chị đó. Má, bây giờ chị cũng ăn hiếp con, anh cũng ăn hiếp con. Cha má ơi, thôi đi. Nhà này còn chưa đủ ồn ào hay sao mà còn cãi nhau hoài vậy hả? Im đi cho tao nhờ. Ăn hiếp con kìa. Con hiền quá mà, ở nhà này ai cũng chửi con được hết á. Anh cũng chửi, chị cũng chửi nữa. Mày im đi. Mày hiền quá mà. Mày còn ngồi đó mày léo nhéo hoài vậy. Im đi. Thảo, chị ba, em cầm lấy cái này mà thoa vết thương. Loại này của Pháp tốt lắm. Dạ thôi chị ba, chị cầm đi, em không dám nhận đâu. Em cứ cầm lấy đi. Chị cũng ít khi dùng lắm. Má cũng kỳ nữa. Chỉ là thâu nước thôi mà đánh em đến nông nổi này. Là do em trước. Do em sơ ý làm đổ nước lên người nên má mới như vậy. Không có sao hết. Em sống phải thì sẽ gặp phải thôi. Em đừng có suy nghĩ, cũng đừng có buồn nhiều. Phải nghĩ đến đứa con, không là ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em cảm ơn. Thôi em xin phép đi mần việc. Cái bà này bị cái con nhỏ đó bỏ bù mê thuốc lú hay sao? Để tôi kêu sắp nhỏ đem nước nóng cho ông nhầm chân cho anh dễ ngủ. Sáng sớm mơ em còn qua làng bên thu lúa ruộng nữa. Vợ anh Tư à. Thưa má cho gọi con. Đem một thau nước ấm lên cho cha mày ngâm chân cho ông dễ ngủ. Dạ. Ông à. Ngày mai ông đi á, ông cho thằng Tướng đi theo để nó phụ ông cho ông đỡ cực. Ôi thôi khỏi đi. Cái thằng đó đó, ham chơi hơn ham mận. Đem nó theo làm gì? Thì ông cứ cho nó theo, ông dạy biểu cho nó mừng. Để sau này nó biết việc mà nó mừng. Dạy hoài ha. Không, đem nó theo làm chi? Thôi để tôi mừng cho nó sướng. Đem nó theo rồi vướng tay vướng chân rồi tôi khó làm nữa. Thì thử lần nữa coi. Nè cha. Con xuống dưới con pha miếng rượu vô, ngâm cho nó ấm chân dễ ngủ con. Dạ ha. Được rồi, cha đợi con một chút. Ông à, ông thôi, cho con cơ hội. Thôi đừng năn nỉ nữa. Tôi đã thử mấy lần rồi. Nó cà rịch cà tan rồi tôi còn phải đi kiếm nó là mất thì giờ không? Thì ông nhỏ to với nó. Không lần này thì lần khác. Nhỏ to gì? Nó lớn nó còn không nghe nữa nè. Đó nhỏ to, nhỏ to. Ôi. Dạ con mời cha. Trời ơi. À, u da. Trời ơi, sao vậy cha? U da. Hả? Trời, cha bị vậy hả? U da. Cái gì mà nóng dữ vậy nè? Muốn giết chết cha tôi hả? Ơi cái con này, mày muốn giết ổng hả? Tôi không có. Sao mày lấy nước nóng như vậy cho ổng ngâm chân? Tôi không có ý. Trời ơi, chị hãy chết cha tôi rồi nè. Thôi mà. Ổng chết rồi. Mày đánh không có ý. Tao giết mày chết. Tao giết mày chết. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả? Thôi mà. Thôi quý vậy hả? Tôi đủ rồi. Không cần nghĩ nó. Nó sẽ hại ông nữa cho ông coi. Tại sao mà? Tại sao vậy? Tôi nói không rồi. Mà làm mệt bây giờ. Cha à, cha cứ để cho má
dạy dỗ cô ta đi, chứ không thôi hả, mai mốt cô ta không có coi cha ra gì đâu đó. Con không cố ý mà. Thôi được rồi. Rồi bà với con Phụng ra đủ chưa? Bây giờ đi vô trong phòng lấy thuốc trị phỏng ra cho tôi. Đánh ra. Lẹ lên. Con bưng thau nước đi xuống dưới đi. Dạ. Cha có sao không vậy? Không cha có sao đâu, lỗi tại cha. Cha nhúng chân vô mà cha không có coi. Đâu phải tại cha đâu, tại nó cố tình đó. Trời, cố tình gì con. Nè, mày có thấy cái hũ thuốc má để trong phòng đâu không? Má kiếm hoài không thấy. Sao mà má kiếm ra được? Sao vậy? Bởi vì có người đã giấu rồi đó má. Ủa, ai giấu? Ai dám vô trong phòng tao lấy hũ thuốc mà giấu chứ? Còn ai vô đây nữa? Chính là đứa con dâu mà cha binh giật đó má. Nó dám hả? Trời ơi, nó dám vô phòng tôi nó lấy thuốc nữa. Ừ, làm gì có, nó lạc trong đó chứ đâu. Không có đâu. Cha má không tin hả? Cha má đợi con đi, con vô phòng con kiếm cho cha má coi. Trời ơi trời, con này nó ăn gan trời đi mà. Thôi thôi bớt nóng đi. Cái vụ mà nước nóng là tại tôi. Vợ tư đâu, để tao biểu coi. Thôi mà đừng có la nữa, làm hết bây giờ. Đâu để tôi. Mày dạ. Có lấy cái hũ thuốc trị phỏng của tao không? Dạ, dạ không, con không có lấy. Mày không lấy thì ai lấy? Má ơi, cha má coi nè. Đó, cái gì đây? Hả? Cái này là cái gì đây? Dạ. Sao mày dám cả gan mày vô phòng tao mày lấy thuốc của tao? Dạ. Hả? Đúng là ở trong phòng con, nhưng mà con không có lấy. Trời ơi, mày không lấy thì ai lấy? Nè, tan chứng vật chứng rõ rành rành ở đây, chị còn dám chối cãi nữa hả? Tôi không có là lấy con mà. Tặng cho em đó đó, chứ em nó không có ăn cắp đâu. Mày có biết cái thuốc này rất quý và rất mắc tiền không? Tại sao mày đưa cho cái thứ cùng đinh mạt hạn như nó xài hả? Má, Thảo cũng là người trong nhà mình, cũng là con dâu của má, sao má lại nói vậy? Chị ba, chị còn dám binh vực cho nó nữa hả? Tôi không có binh vực ai hết. Cha, tại vì con thấy mấy bữa em Thảo thường bị thương nên con mới đưa chai thuốc bổng cho em Thảo thoa vết thương. Thấy chưa? Mày, đồ cái thứ khôn nhà dạy chở. Bây giờ sự thật nó đã rành rành rồi, có ở đây rồi, biết hết rồi. Đừng có đứng đó la làng hoài nữa, bực mình quá đi. Ông, cha có đau không cha? Đi bên giật người dân. Tức quá mà. Người trong nhà thì không binh vực, đi binh vực người dân, đúng là ruột bỏ ra, da bỏ vào. Em có sao không? Em ổn mà. Em không sao. Cảm ơn chị. Không có được khóc. Em nhìn cái con bần cố nông nó bị hành hạ, em thật là sướng mắt gì đâu á. Má, cứ tưởng đâu á là bắt anh ta cưới con về để hợp thức quá cái thai rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà cũng vậy à, anh ta đâu có thèm đụng chạm gì tới con đâu má. Nó chịu lấy mày và chịu trách nhiệm về cái thai quan của mày là may mắn lắm rồi đó. Thôi, có chuyện gì để từ từ tính tiếp. Thì ra họ đã cài bẫy mình để đổ vỏ cho người khác. Nếu là vậy, tôi sẽ trả vật về khổ chủ lại vậy. Dạ mơ ơi, cẩn thận mợ. Mợ có sao không mợ? Tôi chỉ hơi mệt chút xíu thôi, ngồi nghỉ chút xíu chắc không sao đâu. Mợ mần nhiệt suốt ngày đêm mà không có ăn uống gì hết trơn á, không xỉu mới là lạ đó. Mà cậu Tư á cũng thiệt là kỳ, đi đâu suốt ngày à, không có quan tâm mợ gì hết trơn á. Nè, đừng có nói bậy như vậy, chẳng may người khác mà nghe được thì sẽ phiền lắm đó. Mợ ơi, em thương mợ quá chừng luôn á. Mợ cứ suốt ngày âm thầm chịu đựng, mặc dù á bị người ta ức hiếp đối xử tệ bạc, mà mợ có nói được câu nào đâu. Giá như bên cạnh mợ có người chia sẻ lo lắng cho mợ
thì tốt biết mấy. Thôi con nhiều mời vô nha. Trước đây cũng vì muốn sống gần và bảo vệ che chở cho Thảo, mình mới bước chân vào nhà này. Nay mình đã biết được mình chỉ là bức bình phong của má con bà hội đồng, thì một lần nữa mình lại càng lo lắng cho Thảo hơn. Nếu mình ly hôn và bỏ đi thì mình chẳng còn vướng bận gì. Nhưng còn Thảo thì sao? Cô ấy ở đây thân đơn thế cô, liệu cô ấy có đủ sức chống chọi và chịu được với những người này hay không? Mình không thể để cô ấy cô đơn trong căn nhà này được. Trời đang mưa, sao Thảo lại ở ngoài đây? Mai mốt những chuyện này Thảo để người hầu mận được rồi. Thảo đang mang thai với trời mưa như vậy, ra đây lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Bổn phận tôi là phải chăm sóc cho con gà này, lỡ mà nó đói hay nó khát gì thì chủ của nó không có để yên cho tôi. Nó chỉ là một con gà thôi mà. Cái anh Tư này, ảnh quá đáng thật. Trong cái nhà này tôi còn thua một con gà nữa. Khuya rồi mà anh ta tới đây mẩn gì chứ? Thảo ơi, vô nhà đi. Thôi Dượng vô trước đi. Chuyện của anh tôi sẽ giải quyết sau. Bây giờ tôi phải giải quyết con Thảo trước cái đã. Mà uống đi cho khỏe. Mày quá, tôi cũng đang khát đây. Cảm ơn em. Dạ. Thai đang yếu mà uống chén chim nó, có thần tiên mới giữ được. Nó đường mạnh khỏe, tự nhiên sẽ thai làm sao? Thôi, cha đừng có đau buồn quá. Biết đâu đứa nhỏ đó nó không có phần phước để ra đời. Đúng rồi đó cha. Nhiều khi á, chị ta không có muốn sinh đứa bé nó ra, cho nên cố tình để sảy thai á. Mày im đi. Hết 5 lần 7 lần nó mới chậm chậm thấy con mừng có đâu đó à. Tại tôi thấy gia đình của cô đối xử với chị ấy tàn nhẫn quá, cho nên tôi bất bình thai thôi. Anh mới nói cái gì hả? Anh có tin là tôi đi ra tôi mét má lúc đó những lời anh nói hả? Anh biết nói với má sao hay không chứ? Từng đêm nước mà đi đi. Đi mà mét mẹ với má của cô đi. Nhìn phương trăng soi thấu cho lòng lòng. Đánh đi, đánh cho tôi chết đi. Ngày xa đi sông sông tiến đường. Tôi thà cha còn được giải thoát. Con nước chia còn hơn là ở đây bờ. Tôi sống thì điên rồi. Nếu chị muốn anh ta bỏ hết tất cả những sở thích của mình để chuyên tâm bằng việc cho cha thì đâu có gì đâu mà khó. Bằng cách nào? Thì bỏ hết những thứ mà anh ấy yêu thích là được rồi. Rồi rủi hủy hết những cái này ông thích rồi ông lại đem những cái khác về nữa là sao? Nếu như chị mừng hoài thì anh cũng sẽ chán nản thôi. Với lại khi anh buồn quá, người anh cứ chúi đầu mình vào công việc thì mình sẽ hết tất cả những thú vui riêng của mình thôi. Chứ có cái gì đâu. Chuyện ngày xưa, tôi nói thật chứ. Chị cứ thử đi. Chị ta ghét má tôi quá mà, cho nên cố tình muốn làm cho má tôi mang tiếng đó. Đó là suy nghĩ của cô thôi. Anh thiệt ngộ quá nha. Mỗi lần mà nói gì tới chị ta là anh mình chậm chạp à. Vì trước giờ cô luôn suy nghĩ và quy mọi chuyện theo một chiều riêng của cô. Còn tôi á thì không muốn bất cứ ai trong gia đình này phải bất hòa với nhau hết.